Rồi, xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại kênh của Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy nhé. Hôm nay trân trọng giới thiệu cho tất cả anh em và tất cả các bác. Anh em chưa xem kênh của em bao giờ thì hôm nay em giới thiệu lại cho một chút để anh em nắm được. Em là Quyết, em ở Bắc Giang, chuyên cung cấp các loại động cơ xe máy từ 110 đến 250cc anh em nhé. Hôm nay giới thiệu cho anh em con máy phổ thông mà hỗ trợ tốt cho anh em bị khuyết tật này. Thứ hai, anh em chế go-kart nhé, hoặc là anh em muốn có số lùi ở trong máy thì bên em sẽ hôm nay giới thiệu cho anh em một con máy này. Thì con này nó cũng để trong thùng lâu, nó hơi bám bẩn một chút nhé, chứ còn bình thường nếu em bán cho các bác là hàng mới 100% nguyên trong hộp, là nó chưa bị bẩn gì cả. Đấy, thì anh em vừa xem kênh, em nhớ đăng ký kênh nhé. Anh em cho nút like sau anh em phải xem lại cái video đã thích của mình nó dễ. Còn số 2 số điện thoại liên hệ mua hàng bên em nhé là 0364011683. Đấy, sau đây em sẽ đi chi tiết một cái con máy này để anh em tham khảo. Đấy. Thì con máy này là hơi của nó là 125cc. Đấy, phụ kiện nó bao gồm mang cá này. Anh em lưu ý nhé, con này là chưa không phải là con ấy đâu, thì bên em để lâu nó bẩn này, nó hơi bẩn chút thôi. Nhưng mà em nhập hàng này là toàn máy mới đó. Đấy, chưa không phải máy cũ đâu, tất cả là hàng mới hết toàn bộ anh em nhé. Hàng nhập khẩu từ Đài Loan. Đấy, máy thì nó chế rất chi là phù hợp đến tất cả anh em. Đấy, hơi của nó hơi gang đầu bò này. Đấy, còn cần số nó như này thì phải anh em thay cần số khác được. Còn đây là cần xe máy nhá. Thì em đang nói là 3 tiếng một lùi nó như thế nào thì em giới thiệu cho anh em nhá. Là đây là 1 này, 2 3 số tiếng bên trước nhá. Thì nó sẽ chạy tiếng, anh em đi xe hai bánh anh em nó chạy tiếng. Anh em 3 2, 1 xong về mức mo nhé, N mức mo. Sau anh em lùi trực tiếp thì nó sẽ lùi trực tiếp bằng nhông xích này. Đấy, thì anh em chế 3-4 bánh thì là nó lùi trực tiếp nhông xích này, thì anh em không cần phải chế số lùi nữa. Đấy, nó rất là tiện dụng, tiện lợi để anh em sử dụng nha anh em nhé. Đấy, máy mới hết. Con cái dòng này nó giống con này, con một lùi dòng giống con Super Cup anh em nhé. Đấy, giống Super Cup. Nó đầy đủ, nó theo cho anh em là chế hòa khí này, cổ hút này, mang cá này, cần số. Và đặc biệt thì nó có số lùi nên là nó không có cần khởi động như anh em nhé. Thì anh em đi lưu ý thì anh em bình nó căng căng một chút là ok. Máy cũng dễ lổ mà. Đấy, hơi của nó hơn 125. Rồi, em quay sơ qua chi tiết. Chứ còn hàng bên em toàn bán hàng mới anh em nhé. Hàng mới 100% là hàng mới luôn, không có hàng cũ. Đấy, 3 số tiến một số lùi, lùi trực tiếp nhông xích anh em nhé. Rồi, anh em vừa xem kênh, anh em vừa đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhé. Đấy, thì anh em vào phần video thì bên em có rất chi nhiều loại máy để anh em tham khảo. Anh em chưa mua máy này thì anh em mua máy khác. Rồi, số điện thoại có Zalo anh em nhé. Anh em cứ điện đến bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho tất cả anh em. Lưu ý anh em nhé, lắp cho tất cả dòng xe Honda, tất cả dòng xe Honda anh em nhé. Quay gym cúc pin anh em lắp được hết. Đấy, anh em chế vô cát, anh em chế cái tai lên xong anh em thể lùi được. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, anh em nhớ đăng ký kênh của kênh nhá. Rồi, em chào tất cả các bác nhé.